Vladimir Putin là một trong những vị tổng thống nổi tiếng nhất hiện nay. Ngoài việc gây chú ý bởi đường lối chính trường, ông còn giữ được sức khỏe và sự trẻ trung ở tuổi 71, được công chúng quan tâm. Trên thực tế, để có một body cực phẩm như vậy, ông Putin cũng tốn không ít thời gian và công sức. Nhà lãnh đạo này đã duy trì lối sống lành mạnh trong vận động và tập thể dục cùng chế độ ăn uống khoa học trong thời gian dài. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov từng cho biết Tổng thống Nga Putin thích các món ăn được chế biến đơn giản và tránh đổi nướng. Theo tờ Russia Beyond, ông Putin thích ăn cháo, trứng cút và phô mai tươi, kèm với mật ong, thói quen và những món ăn yêu thích được ông duy trì sử dụng khi ở trong nước và cả đi công tác nước ngoài. Đối với bữa sáng, nhà lãnh đạo Nga thích uống cocktail củ cải đường và nước ép cây cải ngựa. Cây cải ngựa rất giàu chất chống oxy hóa và giảm viêm, thế nên có thể giúp ông Putin hồi phục sau khi tập luyện thể thao. Ngoài ra, ông còn được biết đến là người thích món súp gà. Nhà lãnh đạo Nga thích ăn thịt nạc, cá, rau, trái cây, ngũ cốc và trứng. Ông tránh thực phẩm chế biến sẵn và rượu, xong ông có thể nhấp một ngụm bia rượu hoặc vodka nếu cần tiếp khách. Ngoài ra, đôi khi ông sẽ uống một ly vodka để khai vị. Một số báo cáo cho biết ông Putin không uống cà phê, chỉ uống trà xanh và trà thảo dược, xong tất cả thực phẩm đều tươi và hữu cơ. Vào bữa trưa, Tổng thống Nga có thể chỉ uống một ly kefir, một loại sữa chua, còn bữa tối thì ông ăn thịt hoặc cá với rau nhà lãnh đạo Nga từng chia sẻ với các phóng viên rằng ông thích gạo chứ không thích bột yến mạch. Ông chủ điện Kremlin thích cá hơn thịt, mặc dù ông cũng rất thích thịt kiều. Theo Russia Beyond, Tổng thống Nga có thể đã thừa hưởng sở thích ăn cá và thịt kiều từ ông nội Spiridon Putin, người từng nấu ăn cho ngài Lenin. Trong cuốn sách xuất bản năm 2012 có tựa đề Putin Family, gia đình ông Putin của tác giả Alexander Putin, có viết ông Putin thích ăn nhiều bánh nướng cho bữa tối, đây có thể là sở thích bị ảnh hưởng từ mẹ của ông Putin, người thường làm món bánh nướng với bắp cải, gạo và thịt. Đang nói, ông Putin còn thường xuyên bỏ bữa vì quá bận. Tôi không thể dành nhiều thời gian cho vấn đề dinh dưỡng. Tôi thích rau như cà chua, dưa chuột, rau diếp. Buổi sáng tôi thích ăn cháo, phô mai tươi và mật ong. Nếu được chọn giữa thịt và cá, tôi sẽ chọn cá, nhưng tôi cũng thích thịt kiều. Ông Putin nói thêm rằng bản thân không phải là người thích đồ ngọt, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn ăn kem. Trong một tự truyện, người vợ cũ của Tổng thống Nga Putin là bà Lyumila Putina, cho biết ông chủ điện Kremlin thích các thức ăn tốt cho sức khỏe như cà chua, dưa chuột, rau diếp và nhiều loại rau quả khác. Bữa sáng của ông thường là các loại cháo, sữa, liên men và một chút mật ong. Mặc dù rất thích món thịt cừu, thế nhưng ông Putin lại thường hay ăn cá. Bản thân Tổng thống Nga cũng từng tâm sự rằng, ông không quan tâm lắm đến các loại đồ ngọt nhưng kem lại là món khoái khẩu của ông. Theo chuyên gia về ẩm thực người Nga Anja von Bremsen, Giống như nhiều người Nga, Tổng thống Putin thích ăn kem quả hồ chăn, kể cả vào mùa đông. Cũng theo bà Lyumila, chồng cũ của bà chưa bao giờ khen những món ăn do vợ nấu, bởi ông Putin có hai nguyên tắc chính trong cuộc sống gia đình là phụ nữ phải đảm đương mọi việc ở nhà và khen phụ nữ nhiều sẽ làm hư họ. Ông coi việc bà nấu ăn ngon là chuyện đương nhiên. Khi đi công du, ông Putin cho hay bản thân sẽ hài lòng nếu được nếm thử thực phẩm địa phương. Tôi thích trà xanh, tôi thường không ăn tối, do tôi không có thời gian. Vào buổi chiều, Tôi cố gắng ăn trái cây, uống kefir, một thức uống dạng sữa lên men được làm từ các loại ngũ cốc có chứa vi khuẩn và nấm men, rất phổ biến ở Nga với cả trẻ em lẫn người lớn. Được chuẩn bị sẵn và khi không có, tôi sẽ không ăn gì cả. Cách đây vài năm, một nhà hàng ở Port Varay đã có một thực đơn đặc biệt mang tên bữa trưa của ngài Vladimir Putin, nơi cung cấp các món ăn yêu thích của Tổng thống. Ông Putin từng lui tới nhà hàng này nhiều lần và thường gọi món chảo rán. Món ăn bao gồm thịt bò sắt miếng, xúc xích, thịt bọc trứng trên xù. Ông cũng thích dùng món cá tẩm hun khói nóng với chanh và bơ. Mỗi khi Putin ăn với các nhà báo, sự lựa chọn của ông về món ăn là câu chuyện của cả thị trấn. Ví dụ vào năm 2003, tại quán cà phê By The tạm dịch là quán bên đường ở Kaliningrad, ông đã gọi món súp cá, một chiếc bánh với trứng cá muối đỏ, đơn hun khói và bánh phèn khách với dầu tây. Năm 2008, trong một chuyến đi đến Tatarstan, ông đã chọn những món như salad, súp mì gà, cơm thịt bò và một chiếc bánh. Năm 2010, đầu bếp tại điện Kremlin Anatoly Korkin đã nói rằng ông Putin thích rượu vang hoặc bia. Đầu bếp này cũng chia sẻ công thức về một món cocktail đặc biệt phục vụ các khách tại bữa tiệc chính được tổ chức tại điện Kremlin là đá, một chút nước chanh, cốt chanh. Bạc hà và 50 gram champagne, Korkin nói rằng đồ uống này sẽ thực sự giải tỏa cơn khát. Một số cơ quan truyền thông nói rằng Tổng thống Putin thích uống rượu vang đỏ Tây Ban Nha. Rõ ràng, ông luôn thích dùng chút vodka sau bữa ăn hoặc một chén rượu khỏi nát. Tuy nhiên, theo các báo cáo, Putin thường kiêng rượu bia, ngoại trừ trong các bữa tiệc chính thức. Tổng thống Putin từng chia sẻ những kỷ niệm về mẹ mình, người hay nướng bánh với bắp cải, thịt hoặc cạo và vachoski, một loại bánh nướng với phô mai, cho ông. Điều này là lý do mà ông có tình cảm đặc biệt với các món bánh nướng. Trong cuốn sách Gia đình của Putin viết bởi Alexander Putin, xuất bản vào năm 2002, tác giả đã viết về Spiridon Putin, ông nội của Tổng thống Nga. Ông là đầu bếp tại nhà hàng Petersburg gần Bộ Hải quân Nga. Cuốn sách chia sẻ, vào năm 1918, ông Spiridon được mời đến làm việc trong nhà ăn chính phủ tại Moscow, nơi ông đã nấu ăn phục vụ cho ngài Lenin và tầng lớp thượng lưu Xô Viết. Có những tin đồn rằng sau này, ông trở thành đầu bếp riêng của Stalin trong chính phủ Đai. Spiridon Putin qua đời khi cháu nội ông là Vladimir Putin mới 12 tuổi. Nhưng may mắn cho vị tổng thống này là ông đã có dịp được thưởng thức súp cá và thịt cừu với các loại thảo mộc vùng Caucasian của ông nội trước đó. Theo Daily Mail của Anh, xuất thân từ ngành tình báo nên ông Putin rất kỹ tính trong an toàn thực phẩm. Tất cả các đồ ăn trước khi được đem tới phục vụ cho tổng thống Nga đều phải bị giám định kỹ lưỡng. Ông Putin còn có cả một đội ngũ chuyên nghiệp chuyên thử đồ ăn trước giờ dùng bữa. Khi đi ăn ở các nhà hàng, các trợ lý của ông Putin cũng luôn chuẩn bị một bộ bao gồm các loại gia vị muối, hạt tiêu, kèm nước uống, khăn ăn dành riêng cho Tổng thống, chứ không sử dụng các loại có sẵn ở nhà hàng. Tổng thống Nga từng được biết đến với cái tên Putin. Ông có tên đầy đủ là Vladimir Vladimirovich Putin. Vladimir Putin sinh ngày 7 tháng 10 năm 1952 tại Leningrad. Ông Vladimir Putin sinh ra trong gia đình nghèo ở ngoại ô Leningrad. Mẹ ông làm việc tại nhà máy còn cha là lính hải quân Liên Xô và từng bị thương trong Thế chiến II. Suốt thời niên thiếu, ông Vladimir Putin cùng gia đình sống ở tầng trên của tòa nhà 5 tầng cùng với hai gia đình khác. Họ thậm chí phải dùng chung khu vực nấu ăn. Gia đình Vladimir Putin may mắn hơn một chút khi được sở hữu căn phòng rộng nhất. Ở trường, ông Putin thường tập chơi đống bốc judo. Ông Putin theo học tại Đại học Leningrad, Ông nổi tiếng bởi thành tích đáng kể với môn judo và các môn võ khác. Tốt nghiệp đại học, ông Putin trở thành điệp viên thuộc Ủy ban An ninh Nhà nước Liên Xô KGB với tư cách là sĩ quan tình báo. Vào tháng 8 năm 1999, Justin đã bổ nhiệm Vladimir Putin làm thủ tướng Nga, thay thế cho người tiền nhiệm Sergei Stefanshin. Ngay sau đó, ông Putin đã nhanh chóng trở nên thu hút ở Nga khi nổ ra các cuộc xung đột Nga và Chechnya vào tháng 9 năm 1999 để đáp trả lại cuộc chiến tranh ở Dagestan và vụ ném bom nhà ở của người Nga. Sau chiến dịch này, các đảng phái mâu thuẫn Vladimir Putin đã giành được sự ủng hộ vững chắc trong cuộc bầu cử nghị viện năm 1999. Đến cuối năm 1999, trước sức ép quá lớn từ các nhà lãnh đạo cũng như người dân Nga, ông Yeltsin đã quyết định từ chức và ông Vladimir Putin trở thành tổng thống lâm thời. Trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm 2000, ông Putin đứng đầu trong 10 ứng cử viên và trở thành tổng thống thứ hai của Liên bang Nga thời kỳ hậu Soviet. Tính đến thời điểm hiện tại, Tổng thống Vladimir Putin đã giữ chức Tổng thống Nga trong 4 nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ đầu tiên, của bầu cử Tổng thống được tổ chức ngày 26 tháng 3 năm 2000. Vladimir Putin đã thắng cử ngay từ vòng đầu tiên. Nhiệm kỳ thứ hai, ngày 14 tháng 3 năm 2004, Putin thắng cử nhiệm kỳ 2 với 71% số phiếu bầu. Khi nhiệm kỳ thứ hai sắp kết thúc, nhiều người đã đề nghị sửa đổi hiến pháp Nga để cho phép Vladimir Putin ra tranh cử Tổng thống lần ba. Tuy nhiên, ông đã từ chối điều này và tuyên bố dù không ở cương vị Tổng thống, ông Putin vẫn muốn có ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở nước Nga. Nhiệm kỳ thứ ba vào ngày 4 tháng 3 năm 2012, Vladimir Putin đắc cử Tổng thống Nga nhiệm kỳ 3 với 63,6% số phiếu bầu. Phe đối lập của ông đã liên tục cáo buộc bầu cử bị gian lận. Nhiều cuộc biểu tình chống lại ông Putin đã diễn ra ngay trong và sau chiến dịch tranh cử của ông. Nhiệm kỳ thứ tư, Vladimir Putin đã giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2018 với hơn 76% phiếu bầu. Nhiệm kỳ thứ tư của Vladimir Putin bắt đầu vào tháng 5 năm 2018.